Theo nguồn tin của tin tức Mekong, thực đơn gồm 8 món đậm hương vị Việt Nam. Đó là khai vị có gỏi cuốn tôm hùm Nha Trang, chào tôm lụi mía, nem cuốn hải sản, trứng cua, sò điệp nướng sả hương vị miền Nam, súp thịt cua và bào ngư, món chín tôm hùm Nha Trang sốt me và sườn cừu nướng sốt tiêu đen, tráng miệng là chè hạt sen và long nhãn. Trong tiệc chiêu đãi tối nay còn có chương trình nghệ thuật chào mừng. Lãnh đạo các nền kinh tế và quan khách sẽ được thưởng thức bữa tiệc trong tiếng nhạc của rất nhiều tiết mục văn nghệ và hình ảnh của các danh lam thắng cảnh Việt Nam được chiếu trên màn hình lớn.